Ngày 12 tháng 10, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trường Giang, 43 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Trà Vinh để điều tra hành vi giết người. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang tạm giữ Lưu Gia Hưng, 23 tuổi, Nguyễn Thành Nhân, 23 tuổi, cùng ngụ thành phố Trà Vinh và Nguyễn Quốc Hưng, 23 tuổi, ngụ xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh để điều tra vì có liên quan đến vụ giết người. Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn cá nhân và xảy ra đánh nhau gây thương tích trước đó, trưa ngày 10 tháng 10, Giang hẹn Huỳnh Hải Tuấn, 30 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Trà Vinh gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Giang cùng nhóm bạn khoảng 7 người đi trên xe ô tô và xe máy mang theo súng tự chế cùng nhiều hung khí tự chế nguy hiểm đi đến đường D5 ở phường 5, thành phố Trà Vinh tìm nhóm của Tuấn để hỏi chuyện. Tại đây, nhóm của Giang nhìn thấy nhóm của Tuấn khoảng 6 người mang theo hung khí tự chế như dao, mã tấu đi ra đường. Lúc này, nhóm của Giang sử dụng súng tự chế tấn công người của Tuấn. Hậu quả, Tuấn và một người khác bị thương. Gây án xong, nhóm của Giang lên xe ô tô và xe máy bỏ trốn. Tuấn bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Riêng người còn lại trong nhóm của Tuấn cũng bị thương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 11 tháng 10, tại một phòng trọ thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, cơ quan công an điều tra công an tỉnh Trà Vinh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với Giang để điều tra hành vi giết người. Cơ quan công an đã thu giữ 5 súng tự chế, trong đó 3 khẩu súng dài, 2 khẩu súng rulo cùng nhiều hung khí tự chế khác như dao, mã tấu.